Kính thưa quý vị và các bạn, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tới cái phần kế tiếp, đó là phần encoder quay. Đây là một cái encoder quay và đã được nối với mạch Arduino. Về công dụng của encoder quay á, thì encoder quay được sử dụng để mà đo cái tốc độ quay của động cơ. Đây là một cái ứng dụng rất là phổ biến của nó. Thứ hai nữa là nó có thể được dùng giống như biến trở. Nhưng biến trở thì quay nó có giới hạn. Còn encoder quay á, thì nó quay không giới hạn, nó cứ quay vòng tròn hoài 360 độ. Và nó có thể ứng dụng để ta điều chỉnh những cái điều chỉnh nhiệt độ hay là điều chỉnh về mực nước vân vân, ta vẫn có thể dùng được cái encoder quay này. Và phần kế tiếp tôi muốn nói với các bạn á, đó là về cái cấu tạo của encoder. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cấu tạo của nó, ta hiểu nó thì ta mới có thể lập trình được. Thì đây là một cái encoder đơn giản. Về cái cấu tạo của nó, thì tôi là đây. Về cấu tạo của nó thì nó có một cái đĩa. Nó có một cái đĩa. Cái đĩa này á, nó khắc những cái rãnh, tạo những cái rãnh. Và ở bên đây á, một bên á là nó có cái con led, và một bên á là có một cái con cảm biến quang. Thì cái con led này nè, nó sẽ phát ra ánh sáng. Và cái đĩa này nó quay. Khi mà cái đĩa quay thì tới cái chỗ mà tạo cái rãnh á, cắt cái rãnh á, thì ánh sáng này nó sẽ xuyên qua đây, và cái con cảm biến quang này nó sẽ nhận được cái ánh sáng. Thì đây là cái rãnh nè, cái rãnh suốt, rãnh thông, nó sẽ chiếu thẳng qua luôn. Rồi khi mà nó quay, nó gặp cái chỗ mà không có rãnh thì ánh sáng chiếu từ đây nó sẽ không không qua được, nó sẽ không qua được, và cái cảm biến quang nó không nhận được. Thì lúc mà quay như vậy, khi mà tới rãnh thì cảm biến quang nhận được, không có rãnh thì cảm biến quang không nhận được. Như vậy nó tạo thành một cái xung, nó tạo thành những cái xung trong quá trình quay. Thì dựa vào những cái xung đó, người ta có thể lập trình để mà đo được cái tốc độ quay của một cái trục động cơ. Tôi xin được thể hiện cái hình chính hình cái hình đây cái là cái hình hình một cái hình dạng thật của cái encoder. Thì ở đây các bạn có thể thấy rằng đó là một cái đĩa. Cái đĩa này người ta làm những cái rãnh. Bên đây á, nó sẽ có trong đây nó sẽ có một cái cảm biến, một cái đèn led led phát, và một cái là cảm biến quang để thu tín hiệu. Thì khi mà cái chỗ mà người ta sẽ rãnh á, nó đi tới con led, thì cái ánh sáng nó xuyên qua, nó nhận được tín hiệu là một. Còn khi mà nó tới cái chỗ mà không có khắc phát lỗ, cái chỗ mà các bạn thấy các bạn hiểu ha, không khắc lỗ thì ánh sáng không xuyên qua được, tín hiệu đó sẽ là không. Thì dựa vào cái đó thì người ta có thể lập trình, người ta sẽ nhận biết được là cái tốc độ động cơ đang quay với tốc độ bao nhiêu. Đây là một cái encoder đơn giản, nó sẽ giúp chúng ta biết được cái tốc độ quay của trục, một cái trục thôi. Còn nó không biết được, không giúp chúng ta biết được cái chiều quay của trục. Nhằm để khắc phục cái nhược điểm đó, người ta đưa ra một cái loại encoder. Thì bây giờ cái loại này nó sẽ gồm hai đĩa. Đĩa ở trên á thì nó cũng khắc cái rãnh giống như vậy. Đĩa ở dưới á nó cũng tạo cái rãnh giống như vậy, giống như tương tự như đĩa trên. Nhưng cái khác á là hai cái rãnh này nè, nó lệch nhau một chút. Thì dựa vào cái sự lệch nhau đó, người ta sẽ biết được cái chiều nào là chiều cùng kim đồng hồ, chiều nào là chiều ngược chiều kim đồng hồ. Người ta sẽ lập trình để mà ta biết được. Tôi tìm cái hình nào để tìm cái hình có một cái đây à, đây. Thì khi đó người ta đó đó là cái loại encoder mà nó có hai tín hiệu ra. Thì khi đó người ta sẽ có hai cái cảm cảm biến, một hai cái bộ thu phát, nó gọi là thu phát. Một cái thì để thu phát để lấy cái tín hiệu trên cái rãnh ngoài cùng, là tín hiệu A nè, A
Đó. Và một cái á là để thu phát để lấy tín hiệu trong cái rãnh ở bên trong là tín hiệu B. Các bạn có thể chú ý á, là giữa hai cái đường tín hiệu này nè, nó không đồng thời mà nó lệch nhau. Cái này trước ha, xong rồi tới cái này ha. Thì khi mà nó quay cùng chiều kim đồng hồ á, thì đầu tiên là cái này lên nè, cái này lên trước, lên lên rồi một thời gian sau cái xung B nó mới lên. Các bạn thấy nó cách nhau nè, nó cách nhau một khúc ha. Tức là nếu cùng chiều quay theo chiều này thì A on trước xong mới tới B on, rồi sau đó A up trước là về không trước, rồi sau một thời gian nữa mới B up, B tắt á, up như là tắt, rồi thì nó sẽ quay theo theo chiều này. Còn khi mà quay chiều ngược lại, nếu quay theo chiều ngược lại á, thì A, à thì B, B nó sẽ on trước, nó có tín hiệu trước, sau đó một thời gian mới tới 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 A, rồi B up trước, rồi một thời gian là tới A up. Dựa vào đặc điểm này, người ta có thể lập trình để mà nhận biết được cái chiều động cơ quay trái hay quay phải. Đó là chúng ta nói qua đây, nói qua về cái cấu tạo và cái nguyên lý của encoder. Thì trên thị trường người ta có bán cái loại encoder quay, nó có sẽ có hai loại, một cái loại đơn đơn như thế này, và cái loại thứ hai là cái loại như mình đang có. Cái loại mình đang có này thì ưu điểm là nó tích hợp sẵn, nó có điện trở trong đây luôn, nó có điện trở trong đây luôn, và nó có điện trở trong đây luôn và không cần phải gắn điện trở thêm. Còn nếu là dùng loại này á, ta phải gắn thêm điện trở. Tôi dùng cái loại này cho nó tiện, dùng loại kia cũng được, các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì về nguyên tắc thì nó cũng giống nhau thôi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến cái phần nối dây của cái này. Phần nối dây này thì tôi xin nói như thế sau. Thì đây ta có chân là C, chân là K, chân DT, chân SW, tức là switch. Ở đây nó có nút nhấn nha, ở bên trong này nó có nút nhấn, ta có thể ấn xuống một cái nữa, ấn xuống cái nút nhấn này. Chân dương và chân âm. Thì ở đây tôi đã vẽ lên, tôi đã viết đưa ra cái sơ đồ như sau. Ở đây á, thì cái chân DT á, ta nói với chân 2 trên board Arduino, và chân CK CLK thì nói với chân 3 trên Arduino. Cái này là bắt buộc. Tại sao phải bắt buộc thì tôi sẽ hướng dẫn sau trong cái phần phần lập trình này. Đối với bài lập trình của tôi thì nó là bắt buộc. Còn SW á, thì nói với chân số 8 trên board Arduino. Thì SW và chân switch thì có thể là dùng cái chân khác cũng được, bạn muốn chân 8 9 cũng được, nhưng hai cái chân này thì bắt buộc trong bài lập trình này là bắt buộc. Cực dương thì nói với nguồn 5V, 5V, và cực âm thì nói với nguồn nguồn âm, nguồn âm cực âm của nguồn 5V đó. Tức là các bạn có thể lấy cái nguồn âm và nguồn dương thẳng từ trong bo mạch như thế này, như tôi dùng 5V và GND, hoặc là chúng ta có thể lấy cái nguồn ngoài ta cung cấp cho nó, không sao. Tôi quên mất một chuyện, đó là chưa có bật cái chương trình lên, Arduino lên. Thì bây giờ tôi sẽ bật cái chương trình Arduino lên và ta sẽ mở mở ra. Các bạn chịu khó chờ một tí. Rồi, tôi đã sưu tầm tìm hiểu cũng nhiều chương trình, thì tôi thấy được là cái chương trình này là cũng ổn. Tôi muốn giới thiệu các bạn về sưu tầm thì nó cũng hơi khó khăn một chút, cũng phải tìm nhiều nhiều cái nguồn khác nhau và dịch khác nhau. Thì ở đây á, tôi đã sưu tầm dịch và chỉnh sửa theo cái sự hiểu biết của tôi. Ngoài ra tôi vẫn để cái nguồn tiếng Anh ở đây để các bạn có thể tham khảo. Nhiều khi cái sự dịch của tôi và cái nguồn tiếng Anh có thể chênh lệch thì các bạn có thể tham khảo ngược lại. Và có lẽ tôi sẽ cho các bạn luôn cái trang web mà tôi đã lấy cái chương trình này về. Bây giờ ta sẽ nói về, đầu tiên ta sẽ nói về là
Một encoder á, thông thường nó có 3 chân. Nhìn từ mặt trước á, là A và C và B, tức là nó đang nói cái này đây, 3 chân nè, A, C, B. Và nếu mà khi mà cái nguyên tắc như lúc nãy tôi nói đó, khi mà quay ngược chiều kim đồng hồ thì A on trước, xong tới B on, xong tới A off, xong tới B off. Còn đây là quay cùng chiều chứ. Còn đây là quay ngược chiều kim đồng hồ thì B on, rồi tới A on, rồi tới B off, rồi tới A off. Ha. Dựa vào đó chúng ta có thể lập trình để nhận biết chiều quay. Bây giờ đầu tiên thì chúng ta quên nữa, tôi nói là chương trình này là cái chương trình ngắt. Chương trình ngắt là gì? Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm ở trên mạng. Ta có thể đánh cái chữ chương trình ngắt. Ví dụ đây là cái chương trình ngắt. Tôi nói sẽ sơ qua thôi. Chương trình ngắt á, thì thường là người ta có thể dùng trong những cái tín hiệu ngắt. Tín hiệu ngắt quãng á, thì có thể dùng cho cái nút nhấn nè, dùng cho cái nút nhấn, hoặc là dùng cho cái trong cái trường hợp encoder của chúng ta. Lý do là cái encoder của chúng ta đó, như chúng ta thấy đó, là nó không có liên tục. Các bạn thấy đó, lúc tín hiệu có, tín hiệu không, tín hiệu có, tín hiệu không, nó on off, nó không phải là một cái liên tục, nên nó cũng như một dạng giống như là nút nhấn. Thành ra người ta dùng cái chương trình ngắt. Thì xin nói thêm ở đây á, là khi mà chúng ta quay cái encoder này nè, chúng ta sẽ cảm nhận được những cái nấc. Nó không phải là một cái quay một cái ào một cái nó quay hết một vòng, mà nó có những cái nấc. Khi ta làm, ta mua về, ta làm thử, người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó. Bây giờ chúng ta nói tiếp ha. Rồi thứ hai á, là cái chân encode, ta lấy đây là define thôi, khai báo. Phần này là chúng ta phần khai báo biến chúng ta. Thì chân ta khai báo encoder pin A nói với chân 2, pin B á nói với chân 3, và nút thì ta khai báo là với chân 8. Thì cái pin 2 nè là tương đương với chân DT trên encoder. Ta đã nói rồi ha. Ta nhìn vô đây thì ta thấy có chân là chân clock, chân DT nè, ta theo mạch đó ta nói. Thì một chút nữa thì lúc mà tôi vận hành thật á, thì tôi thực hành thật á, thì tôi cũng có thể hiện trên cái video đó, nên thành ra tôi không có nói kỹ phần này. Ở đây á, ta phải nói với chân 2, chân 3 là bắt buộc, là bởi vì chúng ta là dùng chương trình ngắt. Trong Arduino nè, nó vẫn nói là khi mà dùng cái chương trình ngắt á, interrupt service routine á, tức là cái chương trình phục vụ ngắt á, thì ta phải dùng hai cái ngắt ngoài, là cái số 0 trên cái chân số 2 và cái số 1 trên cái chân số 3. Thì nó tóm lại á, chúng ta phải dùng hai chân số 2 và chân số 3 là bởi vì chương trình của chúng ta là chương trình ngắt. Cái tiếp thì cái phần này chúng ta sẽ đầu tiên là ta cho cái vị trí encoder ban đầu bằng 0. Chữ post là viết tắt của chữ position, trong tiếng Anh nghĩa là bằng 0. Và vị trí cuối cùng là bằng 1. Đầu tiên ta gán cho nó bằng 1. Và cái này á là dùng để chống nhiễu, debounce. Debounce là tiếng Việt thì cũng hơi khó, nhưng mà ta hiểu thế này là ví dụ chúng ta có một cái nút nhấn, ta nhấn xuống một cái, thì do là nút nhấn là nút cơ, thành ra là nhiều khi ta nhấn một cái thì nó lại nhận được là hai cái, ta tưởng là vẫn hai cái nhấn hoặc ba cái nhấn, nó bị nhiễu, ta tưởng tượng như nó bị nhiễu vậy đó. Thì bây giờ người ta phải tìm cách để người ta loại bỏ cái việc nhiễu đó. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là dùng xử lý phần mềm lập trình, hoặc là thứ hai là dùng phần cứng. Thì đây ta dùng là xử lý phần mềm để ta lập trình, ta chống cái việc nhiễu đó. Ở chúng ta thì chúng ta dùng cái encoder thì chúng ta có cái chúng ta có những cái lỗ thế này, thì nó cũng tương tự như nút nhấn lúc có lúc không. Nó thành ra là tôi dùng nút nhấn, chúng ta dễ dễ hình dung ra. Và chúng ta cũng phải tương tự, chúng ta phải
dù phải debounce nó là chống nhiễu tạm gọi đi. Và cái này là cắt biến để mà chúng ta phục vụ. Bây giờ đó, đầu tiên là phải khai báo bin mode. Thì cái encoder bin A đó thì ta khai báo là input pull up. Input pull up này á là tương đương cái bin mode input, và nó sẽ tự động nhận trạng thái hay high hoặc low, tức là tương đương cái nút nhấn á, chúng ta nhấn xuống thì nó là low, còn bỏ ra nó là high. Thì nó tương đương input và high hoặc low, nó tự động nhận biết, nó tương đương thôi. Còn ở test interrupt á, là nó đây là một cái mã lệnh ở trên, ta có thể tìm hiểu trên trang web của encoder, trang web của Arduino để tìm hiểu thêm về cái này. Chân encoder trên ngắt 0, ngắt 0 là chân 2, ngắt 0 là chân 2, còn ngắt 1 là chân 3. Thì hồi nãy chúng ta có thấy ở trong đây nè, chúng ta thấy ở trong đây nè, nó có nói về ngắt 0 đó, ngắt 1 đó. Tôi đề nghị là các bạn nên tìm hiểu thêm để chúng ta có thể tìm hiểu thêm, để chúng ta có thể biết sâu rộng về cái này. Và cái này là cái giao tiếp giữa cái encoder với cái màn hình, chứ cái màn hình thông qua cổng serial. Tới đây là phần mục chính. Phần mục chính thì chắc là tôi nói sơ qua thôi, các bạn có thể đọc. Thì vòng lập chính á, đầu tiên là người ta khởi động cái bộ debug, tức là bộ chống nhiễu đó. Và tới đây là nó in thôi. Ở đây là nó đầu tiên nó kiểm tra xem cái góc cuối cùng á, và cái góc đầu tiên á nó có bằng nhau không. Nếu nó khác nhau á, thì nó ghi chữ index vô. Và sau đó đó nó nhập cái giá trị của góc encoder hiện tại, và nó sẽ cập nhật cái vị trí của encoder. Rồi khi mà ta bấm phím bấm á, tức là cái này nè, các bạn ấn xuống thì trong mình nó có nút nhấn nè, ta bấm phím bấm thì nó cái góc encoder nó sẽ về không, mà ta sẽ cho encoder bằng không, ta set không lại, ấn phím bấm giống như ta đang set không lại đó. Ở đây á thì đây là cái ngắt khi chuyển trạng thái của A, tức là nó giống như một cái hàm con vậy đó, hàm con dùng để nhận biết nhận biết cái trạng thái A. Và ở đây là họ sẽ debug trước, debug chống nhiễu trước, rồi sau đó họ sẽ chống nhiễu một lần nữa. Và giả thuật này là nhằm để cộng 1 nếu mà có tín hiệu A rồi tín hiệu B, tức là A on rồi tới B on thì người ta sẽ cộng 1, tức là đang quay theo chiều kim đồng hồ. Tạm giả sử là chiều kim đồng hồ đi ha. Rồi còn chút xíu nữa ta thực hành thì ta sẽ thấy là rõ nó sẽ là chiều nào, là chiều nó cộng 1. Và nếu như mà cái tiếp nó sẽ có tương tự cho cái chiều quay ngược lại, thì ngắt khi thay đổi trạng thái B. Thì ở đây á, nếu như chiều quay ngược lại á, thì nó sẽ trừ bớt đi là 1. Bây giờ thì mời các bạn xem cái video clip tôi đã quay khi mà thực hành ở đây. Thì đây là một cái encoder quay. Encoder quay này nè, chúng ta thấy á, nó có các cái chân sau. Chân thứ nhất là chân CLK, rồi chân DT, chân SW, chân cộng, và chân CND là chân trừ. Thì cái chân mà chân CLK đó, CLK thì ta nói với cái chân số 3 như là hướng dẫn ở trong cái video clip phần trước ta nói rồi. Thì ta nói là ta sẽ nói với chân số 3 trên board Arduino.
chân DT, chân DT. Thì ta sẽ nói với chân thứ hai trên board Arduino, chân SW tức là switch. Ở đây có nút nhấn các bạn, ở đây các bạn có thể nhấn xuống, nó có cái nút nhấn ở trong này nè, trong này có cái nút nhấn. Thì cái chân switch này ta có thể nói với chân số 8. Cái chân switch thì các bạn nói chân nào cũng được, không nhất thiết là phải chân số 8, nhưng mà cái chân DT và chân clock á, thì các bạn chân CNK đó thì các bạn phải nói tương ứng DT là chân số 2 và chân CNK là phải nói với chân số 3 thì nó mới nhận nhé. Ở đây á, nếu mà các bạn mua, các bạn quay á, các bạn quay cái này, các bạn quay cái này thì các bạn sẽ thấy là nó không phải là quay suông, mà các bạn sẽ nghe kịch 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 kịch, các bạn sẽ có cảm giác là nó có từng nấc vậy đó. Đó, từng nấc vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem ở trên cái màn hình xem nó như thế nào, chúng ta chuyển sang cái màn hình xem nó như thế nào, rồi biết đặc tính của nó. Thì ta mở cái serial monitor lên. Thì đầu tiên á, chúng ta thấy á là nó cho là cái index bằng 0. Bây giờ tôi vặn ha. Tôi vặn như thế này. Như thế này, tức là tôi vặn cùng chiều kim đồng hồ. Cùng chiều kim đồng hồ nha. Cùng chiều kim đồng hồ thì nó sẽ con số giảm dần, các bạn thấy không? Nó giảm dần ha. Giảm dần. Và ta vặn ngược chiều kim đồng hồ thì con số nó tăng lên. Đây là 0. Đó, ta dặn tiếp nó sẽ tăng dương, nó tăng lên nè. Đó, ta dặn nhanh chút xíu. Bây giờ ta dặn lui về cùng chiều kim đồng hồ. Đó, cùng chiều kim đồng hồ. Thì con số nó giảm xuống tới 0. Và sau khi xuống 0 rồi á, này nó xuống là 65.535 đơn vị. Rồi tăng lên cho số 0 nha. Tăng lên nè. Bây giờ á, nếu tôi nhấn cái nút nhấn á, đây cái nút nhấn này đây ha, nếu mà tôi nhấn cái nút nhấn của nó đang là 4 ha, nhấn nút nhấn của nó thì nó set về 0 đó. Lúc nãy tôi quên nói nữa, ở đây nó có chân là chân V, chân xúc, chân cộng và chân CND. Thì chân tất nhiên là chân CND ta nói với chân âm thì ta biết rồi. Còn chân cộng á thì ta nói với cái chân chân 5V như trên hình như đây em có thấy nè, chân 5V. Thì chắc là video clip này xin kết thúc ở đây. Thì video clip này là cũng đi về cái phần nói về cái phần cách nói, cách sử dụng nó. Thì phần kế tiếp á, tôi sẽ dự định là sẽ làm một cái video clip về đo tốc độ cho động cơ. Xin cảm ơn sự quan tâm của các bạn.